rồi đúng không? Tên đầu tiên là tên, tên em mình mình Phạm Xuân Thảo. Phạm Xuân Thảo. Năm tháng là 1990. Đây người ta quay thì Thảo sẽ giới thiệu nó to, giới thiệu về bố mẹ vợ thì có thể cũng to, giới thiệu bố mẹ tên bố tuổi tên tuổi người này của bố mẹ nó to. Bố em Thảo Xuân Thảo, Thảo Minh Thảo, Thảo Vũ Thảo, Thảo Minh Thảo, Thảo đấy. Bố bao tuổi? Bố lên 56, lại là một, 51, 50. Nghề nghiệp là bố làm gì? Làm nông, trồng trọt, làm nông, trồng nông nghiệp. Mẹ đã Lê Thị Hà. Hôm nay bao nhiêu? 1971. Năm 46. Vợ, vợ Nguyễn Thị Thu Trang. Vợ là hiện tại là tự do ạ, vì làm việc công ty rồi. Cũng là làm việc. Cháu cũng cháu thì học 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 thứ riêng. Trong trường hợp mà bây giờ khi mà các em đó, cả hai bạn đều tham gia đều xuất cảnh thì cùng lúc như thế thì gia đình mình có đảm bảo là đủ điều kiện để lo cho hai gia đình, mình đủ điều kiện để lo cho hai bạn. Đủ điều kiện ở đây là có độ là mình vay mượn thêm bên ngoài hay là mình có sẵn được tận quyền lực không? Vay mượn anh em trong nhà có vay mượn ngân hàng không? Không, vay mượn 1% gia đình mình không 30%. Còn một phần người nhà có 2 phần rồi vay 1 phần nhà 2 phần thì còn đó
vay được khoản, giờ anh em mình đông năm anh em mình cũng đều trả phí. Gia đình mình có là chủ động 1/3 đúng không? À 2/3 đúng không? Thì câu hỏi này thì hỏi hai vợ chồng thì mục đích đi nhận của hai vợ chồng thì, trước khi tham gia kinh nghiệm thì là mục đích của hai là gì? Dạ, kiếm tiền để nuôi con ăn học. Con Thảo thì không có phải thế đúng không? Không có định nhận đâu. Muốn là sau này là như thế sao đấy là muốn là có cuộc sống cho này con cái nó khổ hơn hay là mình kiểu cũng đưa được bản lao động rồi kiếm kinh nghiệm tôi chắc chắn sẽ cho này. Công việc hiện tại thì thu nhập gia đình, thu nhập của hai vợ chồng ấy, thì em là đang hiện tại làm gì? Em đang là công ty sử dụng. Vì dư thu nhập của tháng bao tiền? 4 triệu. Còn Trang là đang cũng làm công ty đấy không? Dạ, em cũng làm công ty sử dụng. Dạ, thu nhập một tháng là bao tiền? Dạ, khoảng 3-4 triệu thì nó không cố định ạ. Sau khi về nước thì hai vợ chồng có dự định làm gì không? Dạ, em sau khi về nước thì em có dự định là muốn xây được một cái nhà để cho hai vợ chồng và con cái. Công việc thì quan hệ là dự định làm việc. Dự định làm việc em muốn mở cửa hàng. Một cửa hàng ở đâu? Ở chỗ này thì mình ở chỗ này chắc chắn là không có kinh doanh được. Một cửa hàng kinh doanh gì? Dạ, kinh em muốn học kinh doanh đi học. Còn Thảo em có dự định gì sau khi về nước không? Thì là sau khi về nước thì xuất hiện đến là vọng cửa hàng. Một phần xuất hiện thì em muốn là mua một cái xe này. Mua gì? Xe. Xe ô tô. Xe ô tô. Mua xe này để làm gì? Để biết được là hàng hóa hay là gia đình xe tải cũng hay gì? Gia đình mình kiểu hôm trước em nói là có ao mà có để nuôi cá mà đúng không? Vâng. Cho bao nuôi cá ao ở đây thì ao thì ở dưới là đây nuôi cá thì cũng có anh nuôi cá thì cũng chưa lai ra thì là ao này em có phải là ở trong đất đấy là cũng hồ ở dưới là hồ đây nhưng ao ở trong đất được cả cái đầm luôn em mới hồ dưới là nước cũng là được nó bọc kín rồi biết cái núi vòng cua đấy cái ao phải sao em có người quen hay người thân đang người nhà đang lưu trú hay đang làm việc ở Nhật Bản không? Dạ không ạ. Bạn bè không có. Bạn em đi nhiều nước em không được nghĩ đến. Bạn người nào này chưa có ai cả. Có một người Hàn Quốc. Trong trước đây hai vợ chồng em đã từng nộp hồ sơ xin tư cách lưu trú theo bất kỳ những cách nào trên du học hay là chưa lao động chính thức gì không? Chưa bao giờ. Những cái này hoàn toàn phải cam kết nhé. Nếu mà khi mà bọn em chỉnh hồ sơ lên mà các bạn trả lời là nhưng mà hồ sơ này đã từng chỉnh xin phép lưu trú nhưng mà em lại chưa từng hoàn thành nhiệm. Ngoài Nhật Bản ra thì ở các nước khác Đài Loan này, Hàn Quốc thì gia đình mình có ai đang làm việc với lưu trú ở bên đấy không? Không. Đài Loan thì có Đài Loan thì có ngoài. Nhưng mà phải là ngoại của xa xa ấy. Vâng thì nếu các bạn có câu hỏi trả lời thì cũng là hết rồi. Thì bây giờ là một cái số cái lời cam kết của gia đình rất là người cụ thể là bố và mẹ của Thảo và cái cam kết ở đây thì có một số cái cam kết ghi rõ là trong trường hợp sẽ gia đình sẽ cam kết là nhắc nhở cũng như là giáo dục để các em không vi phạm vào cái điều mà hiện tại là số du sinh Việt Nam đang mắc phải là trộm cắp trong siêu thị, trộm cắp ở nhà dân đúng không? Trộm cắp siêu thị là nhiều nhất.
thứ hai là trốn ra ngoài, thứ ba là giao du với những cái đối tượng xấu, nói chung là ở lưu trú rất là khác đấy, lưu trú lưu vong đấy, người nghiện lưu vong đấy, là nếu như là không vi phạm luật pháp được đọc thì gia đình mình có cái nhà cam kết vào đây được. Vâng, được.